Hello, sao bữa nay mày lủng vậy? Ủa sao nay bà cao vậy trời? Ủa chết cha, con lộn, tôi mang guốc rồi, tôi cởi guốc ra. À, tôi cũng để ý là bà cao á. Trời ơi, có bán gì? Tôi có đôi guốc của bà nè. Thôi để tôi mang guốc cho nó đó. Để tôi mang guốc cho nó đều đi. Gì đâu mà tôi lùng bà nhiều quá không được. Tôi phải mang guốc lên. Ừ, đó. Biết sao? Bà từ một người lùng cỡ này mà phải lên, phải đứng cao hơn. Cần nửa cái đầu là biết là cái guốc bà như thế nào. Gian. Ủa, bà đưa tôi coi lên. Đây nè. Bà đưa tôi coi cái đôi guốc. Ủa, bà coi được rồi, bà đưa đọc đạo lên hả? Coi. Ok rồi, để tôi đưa cho coi, đừng lo. Nè, tèn. Trời ơi, dính lùng lùng. Trời ơi, đôi guốc. Bởi vậy tôi đứng xuống lùng gì là thấy không? Hello, good morning Phạm Lê Hằng. Hello, good morning Thanh Vi. Thanh Vi giờ mới dậy hay là chưa ngủ vậy? Hello anh hai. Ủa, anh hai vô hả? Ừ. Anh hai vô. Tối nay mới bay nha. Chính là gửi mới ra sân bay. Bây giờ mới giờ bay mới 7 giờ à. Ủa, mà sao mà đi Việt Nam mà bà mặc đồ gì vậy? Không. Ta lên máy bay ta mặc đồ thoải mái, ai mặc đồ ghê vậy? Không phải, hồi nãy bà tới bà cũng thấy sao đâu mà bà kể cho đồng bọn nghe bà thấy tôi làm gì? Thì tôi tới thì tôi thấy bà mặc cái áo trắng. Ừ. Rồi chị Cam Thao mặc cái áo gì ta, áo đen rồi xong tự nhiên cái tôi đăng lên nhìn tôi order pizza cho con tôi ăn, tôi nhìn lên tôi thấy hai bà mặc áo đỏ rồi đứng hát mà không biết là hai bà đang làm cái trò gì. Tôi giờ bà chị nói Thao đi. Hát cái bài Toa Em Hoa là cái bài hồi xưa mấy chục năm hồi đó hát trong TV á, ai cũng mấy người mà cái thời đó ai cũng biết đó, vậy ai cũng thích. Hai chị em mặc hai cái đầm đỏ đuôi cá lên hát trên TV á, chiếu nhiều người biết lắm. Cho nên là tụi 25 năm rồi, bây giờ mới có dịp chỉ qua đây mới hát lại. Ừ, hát lại bài đó hai chị em hát xong rồi sẽ bỏ lên YouTube. Bây hello chắc lại hai cái áo đỏ cho nó hello, nhớ lại hồi xưa. Hello hai đi thì đó, bả bây giờ là báo tin mừng cho đồng bọn là bả đã được hơn 1,000 subscribers rồi, còn bây giờ nghe Eric nói là phải cần thêm 4,000 giờ xem nữa. Bây giờ là đồng bọn subscribe rồi, bây giờ vô nghe ráng chịu khó mà ngồi đó xem mấy video của bà cho đã đủ 4,000 giờ nha. Tôi không biết coi 4 giờ, không biết coi bao nhiêu giờ rồi nữa. Tại vì trai ta vô xong ta ra là không có tính. Bà phải ngồi và coi hết bao nhiêu phút thì sao nó bắt đầu nó mới tính. Nói chung là YouTube dạo này cũng khó làm tiền nó lắm, chứ không dễ làm tiền. Không, như vậy là cũng vui rồi. Ừ. Thấy YouTube nó mail tôi là nó chúc mừng tôi, nó cho tôi ăn chuối quá trời mà tôi đâu có gì cho bạn ăn chuối hả? Ủa, nó cho tôi ăn chuối nhiều lắm. Quá trời chuối luôn mà bà không thấy hả? Ủa, nghĩa là ăn chuối là sao? YouTube sẽ cho bạn ăn chuối là sao? Trời ơi, YouTube cho tôi ăn chuối quá trời luôn. Nó biết bà thích chuối hả? Không phải. Rồi, YouTube cho hello Vương Quang Đức, hello Thùy Linh. Chúc mừng tôi bữa lúc mà tôi được 1,000 người đó. Mà tôi đâu có biết đâu, bây giờ tôi mới thấy. Bà mới mở ra sao? Hello girlfriend number 2 Bảo Trân. Hello Mai Quân, hello ta. Đây nè. Đó. Chuối nào, tôi đổ đây chuối gì đâu. Đây nè, từ từ đây. This is bananas. Có nghĩa là bananas tiếng Anh mà giống như là nó cái giống như là this is bananas, có nghĩa là kiểu mà bananas nó hơi điên khùng. Là ý đó làm sao mà nó cho tôi ăn chuối. This is bananas, là giống như bananas là khi mà nói cái con nó bananas, banana có nghĩa là con nó hơi tỉnh nó khủng. Ủa gì kỳ vậy? Hay là YouTube nó biết bà nè? Sao nó cho tôi, sao nó biết, nó cho tương chuối như vậy? Không, ý nó nói là chúc mừng bà cái này, this is cái nghĩa là tôi không biết giải thích làm sao vậy hả? Nè, nó ghi nè, không tôi đâu biết. Hello chị Mai, hello Enly, hello Kay Nguyễn. Thì hôm nay đó bảy tới để mà tiễn bà đi Việt Nam. Bà sẽ đi 2 tuần. Thì 2 tuần này thì chắc bà sẽ về, bà quay nát Việt Nam luôn. Bà quay nát cái nước Thái Lan nữa đó. Bà sẽ đi quay quay nát cái nước Việt Nam luôn. Cho nên là đây là cái livestream coi như là cuối của hai bà trước khi bà lên máy bay đi về Việt Nam, rồi xong sau đó hai tuần sau mới gặp lại. Thì 2 tuần sau tôi về thứ hai là thứ ba livestream liền á. Coi như là bây giờ nhân tiện bà 8 kỳ này về Việt Nam, 7 không có đi theo được, không có tháp tùng được, cho nên là một số đồng bọn sẽ được gặp bà ở Việt Nam. Cho nên là chỉ biết gửi gắm bà 8 mang một ít tình thương của 7, mới ít mà nhiều tình thương của 7 về cho tất cả đồng bọn ở Việt Nam. Hy vọng các bạn coi như là sẽ thương yêu nhau, đoàn kết để mà chúng ta tháng 3 sắp tới
chúng ta còn làm những cái việc to lớn hơn. Chúng ta sẽ đi thăm cây nhà, cây cầu Z-Talk 1. Và bây giờ cái tiền mà mọi người đang vẫn tiếp tục đóng góp thì nếu mà nó dư ra sẽ có cây cầu Z-Talk thứ hai, và chúng ta sẽ đi thăm những cây cầu đó và chụp hình để mà lưu niệm, để mà đó là một cái dấu ấn của đồng bọn Z-Talk ha. Bà thấy có ý nghĩa không? Tự nhiên tôi mới nói tôi nghĩ ra luôn vậy đó. Chứ đâu phải tôi tính trước đâu. Tôi vừa nói tôi vừa nghĩ ra luôn. Công nhận sao lâu tôi cũng siêu thiệt. Công nhận bả thông minh độc sức vô thường trực. Không, cái đó là bà nha. Cái là bà nha. Hello Mina, girlfriend number one. Dạ con kìa. Hello chị Khanh. Hello chị Khanh. Chị em gửi lời thăm, phải gửi lời thăm, gửi lời chúc mừng sinh nhật anh Đỉnh nha. Đúng nghe rồi, nói là hôm nay mấy đứa con nó kéo về, nó surprise ảnh gì đó. Biết surprise ảnh thì, chị nói tôi là chỉ tối nay mấy đứa con nó kéo về. Mà nói là anh coi nữa nghe. Anh Đỉnh không có coi Facebook. Sao mà biết? Chỉ khi nào chị Khanh đưa ảnh coi là anh mới coi. Chắc chắn bây giờ anh đang coi chị. Mà anyway, giờ này cũng đã về rồi, nghỉ giờ này mấy giờ rồi? Ủa vậy? 7 giờ mấy rồi? Đến giờ 7 sao phải đi lên hội rồi mà nãy phải tới để ráng livestream với bà. Nhưng mà bà bận, bà thâu bài với là chị Cam Đao. Nhưng mà công nhận là hai chị em hát hay thiệt, hai mặt hai cái áo đỏ rất là xinh. Cho nên là các bạn nhớ mà đón xem cái YouTuber của bà nha. Chúc làm bớt liền luôn. Chị ấy nói bà tượng lộ bình an kìa. Cảm ơn chị. Bà biết bà tụi nói làm sao. Jack Vũ nói là Cam Đao, I need moisturizer and stem cell, when are you coming back? Jack nói là cần moisturizer với lại stem cell khi nào bà trở về. Hai tuần ngày 16 tháng 7 là tắm có mặt. Nếu mà Jack 2 tuần nữa mà vẫn còn xài thì cứ xài chờ bà về, còn nếu không thì Jack inbox cho 7 7 sẽ lấy xong rồi 7 ship cho nha. Lâu lâu làm lần ok chứ không làm hoài được. Hello chị Linh Đô Lem, mấy người chúc bà thường lộ bình an kìa. Rồi cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người đi về đó quay thì quay mà nhớ là che nắng không thôi, về cái mặt nó nám sạm xuống rồi nói sao. Bà nghĩ sao mà tôi để mặt tôi nám, tôi quay tôi cũng che như thường. Vừa rồi tôi thấy bà đi Las Vegas nghe Lily nói bà nắng chang chang, nhưng mà tôi cũng che dù rồi bà còn nhưng mà bị đen cái chân thôi. Bây giờ mấy cái ngón chân của tôi đen thui, bởi cái công mà đi làm trắng xong rồi cái chân đen thui cũng vậy. Có cái gì mà nó chống lại nắng đâu mà bà bây giờ nhà là lần sau yêu cầu bà mang vớ. Mang vớ bà ta đi ra mà quay, chứ giờ mặc áo đầm sao mang vớ mà giờ bà ta đâu có sao. Bà cứ tơi kỳ vậy thôi. Không mấy mặc quần đi, mặc quần mang giờ bà ta hay được chứ mặc áo đầm mang giờ ta. Thì nói được. Chung là bà mặc cái gì mà mặc, miễn là bà che hai cái chân bà lại để cho đừng cái đen thùi lùi. Bà đi và quay cái đó rồi xong nó đen rồi bà nói ô cái làm trắng không quốc. Biết bà tụi nó làm sao. Con thơ như nào hay thiệt. Thẳng đi nhưng mà thẳng đi quá chơi mà không biết mệt. Uống trong sale mà sao gì đó sao mệt được. Trời ơi tôi cũng thấy tôi khỏe ghê luôn. Cứ sáng là tôi quất viên sinh sale. Kháng tôi quất viên sinh sale là trời ơi tôi không biết mệt, tôi đi hoài. Các bạn thấy Cam Tám đi không? Đúng rồi. Không biết mệt. Đó rồi đây là bằng chứng là ở cái tuổi 78. Và các bạn có thấy ai mà hoạt động mà kinh hồn như là 78 không? 7 thì coi như là lưu buôn một công 2-3 chuyện. Bà biết không, hôm bữa tôi hồi sáng tôi mới kể cho nó. Nhưng mà không có thể tưởng tượng đâu là tại vì á, tuần vừa rồi là cũng sinh nhật Kenji mà không có tổ chức được cho nó. Thì tôi có hứa là cho nó đi coi cái show ảo thuật của Chris Angel. Thì lịch ngày thứ 6 là chạy đèn buổi tối rồi. Ngày thứ 7 thì diễn buổi tối. Chỉ có ngày Chủ nhật là nghe nói là chương trình hết cũng 6:30. Thì là tôi mua cái vé là đi xem 7 giờ tới. Mà thi bởi 6:30 mình nghỉ còn nửa tiếng, tại vì nó nằm ở trong nó không cuối luôn. Cho nên không phải đi đâu xa. Cuối cùng mà biết không, chương trình đến 7:30 mới ăn. Nói chung là tôi phải coi như là sắp xếp là coi như là không có thời giờ cho tôi nói là ra xong sân khấu luôn. Chào xong là tôi nói chào xong là chạy đi liền, có cái bục mà đi xuống ngay chỗ đó ngay là con đi xuống liền. Con đi xuống liền rồi mày dắt con xong rồi tôi ba đứa coi như vừa chào xong bài ao chưa hết ba đứa chạy xuống, tôi phóng ra ngoài cửa đằng sau đi băng qua cái casino. Tại vì mà đi ra đằng trước thì người ta bị kẹt, đúng rồi, người ta đi ra rồi tôi băng qua casino đi ngõ sau, băng qua casino rồi lé lên lầu rồi cuối cùng vô tới sao kẹp không mất hơn nửa sổ. Tại vì 7:40 mới tới.
mà cái show của nó có tiếng rưỡi à. Cái show nó đâu có dài, ảo thuật có tiếng rưỡi à, mà coi như tôi mất 4 cái vé. Nhưng mà thì nó cũng tiếc hồi hụi, nhưng mà thôi có còn hơn không. Thì sau đó thì xong rồi mới dẫn nó đi ăn gặp bà đó. Nhưng mà cũng may là tự nhiên chị Khanh rồi bà hẹn gặp ngay tại chỗ đó luôn, tại vì tụi nó thẻ mới được vô thì đó, đúng rồi. Mà tụi nó đó là vô. Cũng từ bữa giờ tới là cũng mong là đi ăn ở chỗ đó. Tại vì Colin là nó mê cái hạt bình thường đó, coi như là nó ái mộ cái ông mà Gordon Ramsay. Tôi hỏi sao nó biết sao ca sĩ ca sĩ con ấm ái mộ con ấy là movie star con ái mộ, tôi đi ái mộ ông đầu bếp. Đầu bếp hả bà Gơ? Đầu không, ổng là đầu bếp coi như là rất là nổi tiếng. Một cái món không, không phải chứ bà Gơ không, ổng là đầu bếp rất là nổi tiếng. Xong ổng làm món gì cũng ngon hả? Ổng có cái TV show của ổng luôn mà. Thì xong rồi bà biết nó trả lời tôi sao? Cái này là Colin trả lời nó. Celebrity có nghĩa là những người mà ngôi sao họ là có nhiều cái category, là có nghĩa là nhiều cái thể loại celebrity khác nhau. Có người thì là về celebrity về âm nhạc, có người là siêu sao về đóng phim, còn ông này là siêu sao về đầu bếp. Nên xong người ta hỏi vậy chứ rồi mai mốt con lớn lên con có muốn thành đầu bếp không? Nó nói cũng có thể. Thôi siêu sao kiểu gì cũng được, miễn là siêu sao là được, là siêu sao là được rồi. Tại vì mấy người đã làm nhiều tiền lắm mà, tại vì có nguyên cái TV show mà. Đó thì nói chung là mặc dù là giờ giấc nó rất là eo hẹp, nhưng mà bảy cũng tranh thủ coi như là làm sao mà coi như là sắp xếp nó vô trong một cái ngày luôn, mà để cho nó làm được những gì nó muốn, đúng không? Cho nên là rồi cũng tiện đây cảm ơn tất cả các đồng bọn, các bạn trên Facebook trên toàn thế giới đã chúc mừng, gửi lời khen cũng như là những lời động viên đến cho Beckham đến bây giờ thì vẫn còn lân lân trên mây. Hồi nãy tôi đưa nó đi tập nhạc cho bạn nó đó, tôi hỏi sao con, con còn lân lân ở trên mây không? Cái nó cười. Hello Dung Lê, Ngọc Mỹ sao trước khi bà về bà có nhắn nhủ gì không? À đồng bọn nhớ nha, kỳ này bà Tám về, ai mà muốn order stem cell moisturizer, kem chống cái kem chống nhăn mắt hay là cái thuốc trắng mà bảy nói đó thì nhớ nói cho bà Tám biết trước khi bà Tám về, vì tên về tới nơi là mắc công phải gửi lắm nha. Gì ta? Tính nói gì quên. Hello Gia Tài Dương. Tám về tới Việt Nam là ngày 4, ngày 5 đi tập, ngày 6 đi Thái Lan. Trời đất. Ngày 9 về, ngày 10 là... ngày 11 là đi Cha Long. Cha Long là ở đâu? Cha Trần Đình Long. 12, 13 là diễn. Chắc gặp đồng bọn ngày 4 hoặc ngày 15, vì ngày 16 là về rồi. 16 là bà về rồi. Wow. Đó, lịch trình là như vậy. Cũng kính mít. Một là gặp đồng bọn ngày 10, hai là gặp đồng bọn ngày 11. 11 đi Cha Long mà biết chứ không được đâu. Một là gặp đồng bọn ngày 10, hai là gặp đồng bọn qua show. Vậy hả? Qua show. Bà hỏi cái chỗ mà cha, tự nhiên tôi quên tên cha mất rồi. Quên tên cha mà là quên tên cha mất. Quên tên cha mà quên cha, từ ông cha mà vừa rồi là mình đi về Tà Dơ đó. Nghe nói là vừa rồi ở đó bị một cơn bão gì đó là làm sập, bị sập sập ở những cái nhà trong đó, thành ra là không biết là cái tượng mà Đức Mẹ bà tặng cho chỗ nhà thờ đó, tượng Chúa, tượng Chúa hay Đức Mẹ, tượng Chúa Giêsu hả? Chúa Giêsu chắc không, tượng Chúa Giêsu ở Tà Dơ á. Đúng rồi, tôi nhớ là Đức Mẹ mà, tượng Đức Mẹ mà. Mới đây hay năm ngoái? Tôi đã nói ở Tà Dơ mà, là sao mới đây được Tà Dơ là một cái chỗ mà cái năm trước nữa là tượng Đức Mẹ. Thì đó, tượng Đức Mẹ thì tôi nghe một cặp đồng bọn có mới bị inbox nói là ở nơi đó vừa rồi bị bão thì nó bị sập, tôi thấy chụp hình rồi thấy là đồ sập ở dưới đó. Tôi không biết, là tôi hỏi là không biết về cái tượng Đức Mẹ của bà có còn hay không. Thì kỳ này bà về bà gọi, bà nói Eric gọi xuống hỏi thăm cha thử xem sao ha. Ok. Hello David Nguyễn.
không, đức mẹ đó, đức mẹ bởi cái bà này lộn, ta nói ta tài dơ rồi làm sao mà vừa là... rồi á là tượng chúa, tôi cứ tưởng là vừa rồi mà tôi đâu có nhớ, tôi đâu có nói vừa rồi, tôi nói tài dơ. Tài dơ là cái nơi mà mình đi mình phát cơm cá cơm cơ, thì năm trước là đức mẹ, năm vừa rồi là tượng chúa. Tài dơ là cái nơi mà những người mà họ bị trả về lại ở về Việt Nam đó, mà nhớ không, người ở bên Campuchia bị trả lại đó. Hello Bonaventure Tân hả? Có đứng chụp hình, đúng rồi, mình có đứng chụp hình. Yeah. Thì khi này bà về bà nhớ gọi cho cha hỏi thăm nha, xem coi là ở chỗ đó có bị coi như là bị ảnh hưởng nặng không á. Ờ, để có thích họ gọi coi sao. Phạm Lan nói bà thơ ba l. Có nhớ bà Trizy bà cho túi gì không rồi mất tiêu rồi. À cái này. Bà Trizy á, bà cất được phải không? Bà đây đây, bà nói bà có cái cây mà để mà cầm cái điện thoại mà đi quay mà nó không bị rung á. Cái mà nó quay tới quay lui đó. Tôi đi quay á, tôi cầm cái điện thoại vừa đi vừa quay nó không rung, chỗ tôi coi lại tôi khó chịu sợ, mà tôi đâu có thể nào mà tôi control được cái tay của tôi, nó đi vừa quay lại rung. Còn nghe nói cái này tôi không biết là tôi lý do là nó còn mới banh là tôi chưa xài lần nào, tại vì để tôi về tôi mò, tôi phải đọc cái instruction, để tôi về tôi kêu Eric nó mò đó. Cái này nè các bạn, đi nó nghe nói là nó không có bị rung thì hy vọng là tắm cái này, tắm đi vừa đi vừa quay chưa xài lần nào hết đó. Tại tắm tự động, tự đi tự quay, tự edit, tự post đó, có mình tôi làm mà, cho nên là tôi phải kiếm đồ nghề với giỏi quá. Không, cái đó để mày về mà cứ đưa em ấy, bà hỏi. Hello Tuyết Trang Quốc Minh. Thì đó, bà Tám mà về thì tất nhiên bà sẽ phải livestream, thì chắc cũng sắp có một cái buổi họp đồng bọn, mặt đồng bọn phải không? Không có họp, đâu có nói mà tụ tập thôi, tụ tập chơi thôi. Tại vì đâu có biết ngày nào đâu mà họp, mà đâu có bà đâu mà họp. Thì chừng nào mà ai rảnh thì hú một cái, ai rảnh thì chạy ra chơi Tám thôi. Nguyễn Lê Ba Đăng nói cảm ơn hai chị đã mang về tặng em. Ơi, hay quá ha. Bà về kỳ này bà ông chết cha khô gà đâu có đem qua được. Tôi thấy thằng gì đó Hiệp Hí nó quảng cáo suốt ngày, quảng cáo khô gà. Mà tôi nói bên này cũng có khô gà quá trời đây nè. Thử của nó kia. Nhưng mà đâu có đem qua được. Vậy chừng nào bà Thắng qua với lại Hà Hiệp qua nhớ đem qua cho TC nha chưa? Mình đâu có đem thịt qua được đâu. Nó đem được đó. Vậy hả? Tôi cũng dám mà đó, nhưng mà chắc nó đem được. Đó, về Việt Nam coi chừng bị giật đó bà. Cái cây cầm này nè. Ủa vậy hả? Tém. Thôi đi qua Thái Lan quay. Tém sale, với serum có được sale không? 888 đâu có đủ hàng đâu mà sale em. Nhưng mà trời ơi, không xem sắp lết hết rồi, còn mấy hũ à. Cho nên là tắm sạch đè giờ thì có còn mấy hũ, sắp về mấy hũ, hình như 3-4 hũ gì đó, 5 hũ gì đó, sắp về lại luôn. Thì nói chung là first come first serve nha. Khô gà Mr. Hí ăn vào là khoái chí. 300.000 gram 1 kg. Trời, nó còn có một vòng nữa kìa. Đó, bảy rất là muốn thử nhưng mà không biết là làm sao đem qua. Nó đem qua bây giờ lo gì. Hey, hay là hai đứa qua bên này chỉ cái công thức, xong hai bà làm xong lên livestream bán ở bên này. Phải không? Được. Bà bán hoa hồng. Rồi xong chia tiền bà nhắn mà làm nổi không bà nhặt. Rồi chia tiền gì, tiền franchise á. Tiền chi nhánh. Chi nhánh Mr. Hí khô gà bên này á. Không phải không? Đầu óc tôi là business, tôi nghe cái là nói chung là cái đó là để bà làm với bà ship đi, chứ làm sao tôi làm nổi. Làm sao tôi biết làm cái đó. Tiệm sắp mới sắp mở rồi bà ơi. Chừng nào hay chưa? Thì hy vọng là trong vòng 3 tuần nữa. Bà là tôi về đúng không? Bà về. Bà đợi tôi về. Tôi đợi bà về tôi mới khai trương. Bà nghĩ sao? Rồi. Cái dù bà có khai trương nữa, bà không có tôi, bà cũng đừng nên khai trương, mà đợi tôi về. Không, có nghĩa là tôi sẽ làm shop opening, có nghĩa là tôi cho nó hoạt động trước. Không có làm khai trương phải không? Để cho nhân viên cho nó quen. Xong rồi bắt gọi là mới nó gọi là soft opening á, là để cho nhân viên họ quen thuộc với công việc. Xong rồi sau khi nào bà về thì tôi mới tưng bừng, hiểu không? Ủa, ngày hôm qua tôi về tôi tưởng tôi bị lên ký. Tại sao vậy? Cái tôi lúc nguyên ngày hôm qua tôi về tôi cân 102 kg, tôi chết cho lên ký. Ai nhà ngủ đêm sáng dậy cân 100 pound lại. Có 100 pound mà đâu có lên ký đâu. Quang Sĩ nói Tân Sơn Nhất đón chào người đẹp kìa. Ok. Hello Tracy Trần, bán khô gà và xí mũi cho 8 quản lý. Cái vấn đề là bán mấy cái này nó không có lời bao nhiêu hết trơn mà cực lắm.
Cái công làm á, bà này đâu có biết nội trợ gì đâu nữa. Bà này bóng có biết nội trợ gì đâu mà đi ra bưu điện nặng lắm. Rồi tôi sách riết tôi lùng luôn, nặng quá mà lùng mỡ hơn mà chi di đúng không? Bây giờ rồi đứng cái ghế cao hơn bằng mỏ. Hay là bà kia cả xí muội nè, bà bán khô gà, bán xí muội với cái đồ ăn chơi cũng bị bán được. Ai làm mà bán bà thì bà làm, bà làm đi. bà nghĩ sao mà tôi vô đó tôi làm khô gà không dám chứ sao tôi làm được chứ bà rảnh bà làm gì tôi có biết sau này đi livestream mà hay là đi thì tôi đã nói Mr. Hí sẽ dạy cho bà với điều kiện là mình phải ký cái hợp đồng là không có được sản xuất ở Việt Nam tại vì tụi nó làm ở Việt Nam mình chỉ sản xuất ở Mỹ bán bên Mỹ mà thôi làm sao nó phải sản xuất ở Việt Nam mà mình sản xuất ở Mỹ chứ. Rồi họp mặt đồng bọn Việt Nam 2020 tuyên bố luôn. Đúng rồi, họp mặt đồng bọn 2020 ở Việt Nam cũng vào tháng 3. Hình như là ngày 10 mấy đi tháng 3 đó. Ủa, có ngày rồi hả? Có ngày rồi tôi biết gì? Tôi đã nói bà rồi bà cũng quên. Sao tôi không nhớ vậy? Tôi nói bà có nhớ là tôi nói là đây nè. Tôi nói là tháng 3 đó, ngày 20 cái họp mặt năm nay á, gia đình nghệ sĩ Tâm Linh sẽ họp mặt vào ngày 20, 21, 22 tháng 3. Thành ra là phải về trước. Đồng bọn của mình sẽ họp mặt vào ngày 15 tây tháng 3 nha đồng bọn. Là chủ nhật, ngày chủ nhật. Phải không? 15 tây tháng 3 hả? Hay là bà muốn làm thứ 6 luôn? Tôi không biết. Nói chung là cái tuần đó đó, bà ăn thứ ba ngày nào bà về được thì không thì tôi phải sắp xếp thôi, 13, 14, 15 trong ba cái ngày đó đó mà chưa biết ngày nào thôi. Thì đó là ý là thứ 6 thứ 7 nhật. Đó, trong ba ngày đó thì vừa mình sẽ kết hợp mình vừa họp mặt đồng bọn xong đi từ thiện luôn trong 3 ngày đó là dạ. Là các bạn nhớ để dành ra có làm live show nữa không? 345 live show của bà thì bà làm đi chứ bà hỏi tôi gì lên đi mắc mới gì kiên bệnh gì cử bệnh gì cử hả bệnh gì cử ủa mắc mới gì kiên cũng bệnh gì cử bệnh gì cử bệnh gì cử đó 15 tháng 3 2020. Rồi sẵn nói về cái vấn đề họp mặt đồng bọn ở Việt Nam thì một lần nữa nếu mà các bạn nào mà chưa biết thì năm nay 7-8 quyết định là cancel cái họp mặt đồng bọn tại Mỹ. Lý do là rất nhiều vấn đề thì Bảy cũng đã nói trong một cái livestream trước đây và bây giờ nghĩ lại thì cũng đúng rồi tại vì cập nhật lắm. Bà đi Việt Nam về rồi tiệm tôi khai trương gặp rạp chứ không phải cập nhật. Tôi nói gì? Cập nhật là cập rập sai rập. Rồi cập rập. Cập rập hả? Cập rập cái gì cập cập đó. Cập nhật nó ủa sao cập nhật cho mà. Nên là cập lắm. Xin lỗi đến tất cả đồng bọn nào mà đang coi như là đang định đi qua đây ngày đó như là Hoa, Christina Hoa này, rồi Mai Quân này, một số cũng đang chị Mai Trần rồi thì nó nhưng mà tất nhiên rồi chúng ta không có một cái cuộc gọi là họp mặt đồng bọn chính thức nhưng các bạn nào đã lỡ mua vé thì vẫn mình chúng ta vẫn ở đây vẫn có thể gặp gỡ 7-8 để là gọi là tụ tập chứ không phải tụ họp nữa, tụ tập nho nhỏ nha, tụ tập nho nhỏ thôi thì chúng ta vẫn có thể gặp nhau và đi ăn uống nhưng mà không có làm tổ chức tưng bừng như năm ngoái. Vẫn ăn uống ở Atango không? Tùy xem có bao nhiêu người. Chứ mắc công làm lắm bà ơi, nếu mà có mấy người thì mình đi ăn uống cho nó xong đi. Thì chủ nhật thì chẳng hạn như vẫn có ban nhạc ở đó thì mình tới mình chơi luôn với mọi người chứ không phải là một cái chương trình riêng của mình như năm ngoái, hiểu không? Thì cái gì cũng làm được hết á. Hello Nhân Trinh. Trang Trang mới hả? Trang Trang, cảm ơn Trang Trang, chúc Bảy vui vẻ hạnh phúc. Lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng hạnh phúc. Cho nên là hai bà mới trẻ gì nè, thấy không? Đó, nên các bạn nhớ nha. Ông Quang đấy, em có đi coi Thúy Nga không vậy? Em có. Bây giờ tôi phải phỏng vấn nha, bà. Lý do gì sao bà hóc? Tôi đâu có biết, thì tại vì tôi... Bà có hóc thật không? Có, tôi có hóc. Có ra nước mắt không? Có ra nước mắt luôn, mà tôi thấy cái ông mà ngồi trước tôi nha. Tôi thấy ổng ngồi, tại vì ổng ngồi trước, ổng đâu thấy tôi khóc đâu, mà ổng lay. Có phải gì ổng ngồi sau tôi thì ổng có lay. Tại vì nhiều lúc tôi hay bị lay lắm, thấy người ta khóc tôi khóc theo. Nhưng mà tôi khóc trước cho nên tôi cũng phải tôi thấy ổng khóc tôi khóc theo. Nhưng mà tôi thấy ổng ngồi trước tôi vậy nè. Thì ổng vậy nè. Làm sao? Có phải khóc không? Vậy tôi không có thấy ra ổng. Người đang ngồi thì rủi ổng bị allergy, ổng bị chảy nước mũi sao bà? Dạ đó bà. Chứ bị allergy là bị chảy mũi cho đàn ông ai khóc? Là đàn ông người ta mắc khở, người ta sợ người ta thấy, có người thấy ổng khóc á. Tôi
vậy hả? Ừ. Cái xong cái tôi cũng cảm động, cái tôi khóc theo. Mà như tôi khóc chứ ổng tôi cũng nhớ nữa. Yeah. Tôi phải ổng khóc thì tôi khóc say không sao nữa. Cái xong cái tôi thấy cái xong cái chiếu lên trên cái màn hình đó. Cái lúc mà chiếu cái mặt bà với bà ngoại á, cái xong cái tôi nghe xong gì. Người ta nói ồn lên á, giống như người ta coi trên màn hình, ta thấy cái mặt bà bắt đầu người ta mới nói với nhau. À là ô giờ cũ tôi biết ta nói gì, nhưng mà tôi nghe nó ồn lên đó là hiểu rồi đó, là người ta nói gì bà rộ lên tại vì bằng kiều hát ở trên tôi, người ta không nghĩ là tôi ngồi dưới tôi xem, người ta nghĩ vậy, ta nghĩ là bà mới đi thì đúng rồi, sau đó biết nhưng mà tự nhiên chiếu mà bàn cái người ta hết hồn á, người ta đó tôi nghĩ là tại vì cái ngày thứ hai là cái ngày cái buổi bà đi là ngày lại quay hình thứ hai rồi. Cái ngày đầu tiên á, khi mà bằng kiều hát xong á là khóc trên sân khấu luôn mà. Ông xúc động, ông khóc. Ngày thứ hai ông không thấy ông khóc. Tại vì đã coi như đã qua rồi, coi như đã cái cảm xúc qua rồi, cảm xúc rồi, coi như cũng tất nhiên ở trong lòng chắc vẫn cũng xúc động, nhưng mà không có như lần đầu tiên khi mà ông nói ra cái ông tự nhiên ông không có kiềm chế được. Nhưng mà ngày đầu tiên thì tôi không có ngồi dưới. Cái ngày thứ hai mới là cái ngày mà gia đình có bà nội bà ngoại mấy đứa nhỏ tôi ngồi, còn ngày đầu tiên thì không có. Nhưng mà tức cười lắm, thì tôi cái xa đó tôi nói là coi như là bố trên sân khấu cũng khóc, mẹ ngồi xem dưới cũng khóc rồi. Cái gì vậy? Ủa sao vậy? Bà con nhớ lại cảnh đó sao tự nhiên đứng khóc tỉnh bơ vậy? Sao, chuyện gì? Nhớ lại cái cảnh đó hả? Đó rồi xong rồi chị Thủy, chị Mai Tô, chị mới comment, chị nói là chị để là bà cũng khóc, rồi producer cũng khóc, có nghĩa là chị á, ở đó producer cũng khóc luôn. Chị Thủy là người cũng rất là tình cảm, thành ra là chị khi mà chị nghe cái bài hát đầu tiên là chị đã khóc rồi. Chị nói cảm động quá, và cho đến ngày mà quay thì nó giống như cái hình ảnh nó hiện lên trước mặt, nó làm cho chị rất là xúc động. Rồi xong có nhiều người comment nói là người đọc mà bà có khóc không, người đọc ta chiếu cái mặt bà cái xong thấy bài mà cũng làm vậy hả? Bà nghĩ sao, bà là người ngoài bà khóc, bà nghĩ sao tôi là mẹ của nó mà tôi không khóc? Trời đất ơi, bà khác. No, tất nhiên là người ngoài người ta nhìn vô ta, khán giả người ta ngồi dưới người ta còn động khác. Người ngoài người ta nhìn dưới bà người ta còn buồn mới mà khóc, khán giả ta ngồi dưới xem thôi, người ta còn khóc. Bà nghĩ sao tôi là mẹ của bác Cầm mà tôi nhìn cái hình ảnh của nó trên sân khấu vậy mà tôi không khóc được? Nhưng mà phải nói là bác Cầm nó rất là chuyên nghiệp, coi là khi dặn nó cái gì nó làm y chang vậy à. Nó nhớ cái gì à, nhìn thêm vậy thôi, mình tưởng là đi qua đi lại, nhưng mà nó có là một cái, nó gọi là có một cái biên đạo hết á, là lúc nào con đi, lúc nào con như thế nào, lúc nào con nhìn bố, và nó làm y chang luôn. Cho nên là bà nghĩ sao, chứ không phải đạo diễn, người ta đạo diễn mà. Không, đạo diễn người ta chỉ kêu là đứng ở đâu để cho ánh đèn, nó ăn thua do mình, rồi xong họ theo cái đó mà họ chạy đèn, hiểu không? Còn những cái bài dance thì tất nhiên là do cái người biên đạo múa, họ set up, họ giống như là kêu bà đứng ở đâu làm gì. Nhưng mà thường thường mấy cái bài mà tự do vậy đó, ca sĩ hát tự do không có phải hát với dancer này nọ, thì là họ để cho tự mình tự diễn xong rồi sau đó họ mới coi như đi theo mình. Không. Nhưng mà phải nói là cái bài đó, phải nói là cảm ơn anh hai rất là nhiều. Cái bài rất rất là hay, và cũng cảm ơn là em Hà Quang Minh, tôi không biết bao nhiêu tuổi, Minh là trẻ hơn mình không? Không biết, tôi cũng không biết luôn. Đó, là em Hà. Thì ngày hôm qua anh Hà nói đó. Em có coi ông sao nó có hát luôn. Ông nói, ồ thấy chị gì đăng Facebook gì mà khóc tùm lum nhỉ? Có từng người khóc gì? Ủa nhưng mà cái này nhà anh viết lời của Hạng Minh đúng không? À? Thì ông nói thiệt, nói chung là bữa đó ngồi ăn với nhau bằng Kiều có gợi ý với mấy anh em ngồi chung, thì Kiều nó nhờ mấy anh giúp dùm một bài gì đó,
thì lúc chung là lời á, thì cũng có ba người đều sửa với nhau à. Bằng Kiều cũng có sửa à. Hà Quang Minh với lại anh Lê Quang này thì cũng có sửa, nói chung là ngồi chung nhau, viết chung viết coi thì xong cái anh nói là lúc bằng Kiều nhờ xong cái về làm liền là lẹ lắm, cho nên là ổng thì viết nhạc xong là Hà Hằng mới viết lời, rồi xong cái ngồi xuống ba anh em sửa với nhau, bằng Kiều cũng có sửa kia lời, nói chung là cái bài hát này nó rất là xúc động. Cũng nhiều khi đó, bởi vậy nhiều khi chỉ một cái phút giây nào đó ngồi xuống với nhau rồi quyết định viết bài hát rồi xong rồi nhanh lời nó nhanh thì tự nhiên nó có mà bảy không phải, nhưng mà cái cảm giác của bảy nghĩ là cái bài này sẽ là một cái bài hit, nói về tình cha con, tại vì hồi xưa giờ đó cái những cái bài mà tình cha con thì nó có mang theo cái âm hưởng mà hơi quê hương tí, phải không? Nhưng mà tình cha mám như gì đó chẳng hạn vậy. Đó, nó là cái này là nhạc nó mới, nó nhạc mới. Nó là một cái nhạc, một loại nhạc mới nhưng mà nó rất là tình cảm, nhạc tình, nhạc tình yêu. Tình yêu. Nhưng mà là cái là về tình cha con và hòa âm cũng rất là phải nói là tuyệt vời. Hòa âm bởi nhạc sĩ Tim Hines. Nước ngoài người Mỹ chuyên hòa âm cho tiếng Nga. Còn những cái đoạn solo mà overdub guitar là của Bách Hồng hết. Cho nên bà thấy nó sáng tác cái câu solo luôn. Cho nên bà thấy không, nó đánh cứ như là, tại vì cái đó là những cái câu nó viết ra mà. Cho nên là cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Phải nói là Bảy rất là vui và hãnh diện khi mà con mình nó mới 16 tuổi mình nên làm được như vậy. Hồi đầu tôi đi hát tôi 19 tuổi mà tôi chẳng biết làm quái gì hết trơn, chỉ có cái là được lên sân khấu là sống động đùng đùng vậy thôi, nhảy như con điên chứ còn chẳng có tài nhớ mà vậy chứ lại không. Trời ơi, cái thời 1993 mà nhảy vậy là xua xiu lắm rồi đó bà, nói thiệt cho bà biết á. Nhảy quá trời, hồi đó bà Kiều lên TikTok nhớ không, lấy gì nhảy gì. Một người hát nhạc tình cảm còn người nhảy như con điên. Thôi bây giờ đi hội rồi kìa. Ok thôi, anyway say chúc bà coi như lên đường thượng lộ bình an, nhớ giữ cho trắng khi về đến đây, đừng có đời sau làm đi đang thù lùi đi rồi tốn tiền rồi đi làm trắng hơn xui vậy. Thế rồi đồng bọn ở Việt Nam cho Bảy gửi coi như ngàn nụ hôn đến với lại các bạn ở Việt Nam, kỳ này Bảy không có về được thì các bạn sẽ thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Nhưng lát bà đưa mấy cái nụ hôn bỏ trong ba lê tôi đi, tôi đem về cho. Vậy tôi bỏ đâu vậy? Bỏ ba lê đem về để bà phát cho từng người, bà gặp ai bà phát cho người đó nha. Cường Euro nó đăng ký một cái rồi đó. Vậy ok, để dành cho Cường Euro một cái. Cường Euro đăng ký cái rồi đó. Để về tôi gặp đứa nào tôi lấy cái hôn của nó. Dục trong dục vô trong mặt, dục vô trong mặt. Mà dục vô trong mặt. Nói mà ghê. Tôi thảy trong miệng, tôi thảy trong miệng. Rồi coi như là Bảy cũng rất là nôn để gặp lại các bạn vào tháng 3. Nhưng mà bây giờ thì tạm thời chúng ta coi như là nhìn nhau qua cái livestream này. Bây giờ bà gặp Trang Phạm bên đó phải không? Trang Phạm mới lên kìa. Có, mới tôi đem đồ về cho bà mà giấy tờ. Rồi thôi, chúc bà thương lộ bình an nha, đi mạnh khỏe nha, đi về một mảnh nha bà. Đi một mảnh. Có nghĩa là đừng có chơi bời quá rồi xong rồi. Trời ơi, sao có 12 ngày bà ấy có thời gian không cho bời. Thì đó bà cứ ham quay và đi quay tùm lum tùm la rồi sao quay là phải quay rồi đó. Quay là phải quay rồi đó. Qua Thái Lan quay nát cái Thái Lan luôn mà. Cảm ơn Mina. Mina nói em gửi ngàn nụ hôn đến tình yêu. Thank you. Không, đợi đi. Đợi Tám về xong gửi cho Tám đem qua cho bà. Trời, tự nhiên em gửi đăng ký nụ hôn của Tám bây giờ. Bảy gửi về bên đó rồi mai mốt bảy về mọi người gửi. Đúng rồi. Để lát nữa tắt livestream đi xong bỏ mấy cái nụ hôn của bảy trong cái vali Tám không Tám đem về Tám. Thôi nhưng mà đồng bọn đừng gửi nụ hôn, bọn gửi hộp điều được rồi. Một điều hoài ăn cho lời hỏng. Lần trước kỳ trước tôi còn tôi về tôi đem được có hai bánh của bánh tay cùi. Kỳ này bà về bà mua giùm tôi có mấy cái bánh tay cùi, bà nhớ không? Về bà chị tôi mới xin tôi cho bà có được hai cái bánh tay cùi. Bà nói trời ơi sao mày đem gì ít vậy? Bánh tay cùi nha các bạn, ai mua cho bà rồi tôi đem về cho. Bánh tay cùi, bánh gai. Nhưng bữa tôi ăn cái gì tôi quên mất rồi. Có cái gì nữa đó. Bánh gì nữa? Bánh tay cùi, bánh gai, cái gì cũng mua tụng cùng cái chỗ đó đó. Ba thứ lận. Tôi cầm ba, tôi cầm lên mấy cái bịch này mà tôi quên mất tiêu cái gì trong đó rồi. Bánh gai hả? Bánh gai nè, rồi bánh tay cùi, rồi thêm một cái món gì nữa.
kéo kéo hả ông bái, cái gì đó không nhớ đi rồi có gì để tôi xem, tôi có gì tôi nhắn tin cho bà. Rồi cảm ơn đồng bọn rất nhiều nha, bây giờ đến giờ bảy phải đi hội rồi, bả phải chuẩn bị nhớ đón xem bài hát nhạc Pháp của Cam Thao và Cam Thơ Toa Em Moa hát trên YouTube đi. Ok 25 năm rồi mới hát lại đi nha. Tám đi ta làng chơi bê lê hả? Trời ơi ai vậy? Kêu bộ em làm chơi bê lê hả? Trời ơi bà nghĩ sao chơi bê lê? Quay bê lê bánh cây. Đúng rồi. Đúng rồi. Ủa sao bánh cây? Bánh cây. Bánh cây là mua ăn ở đó. Bánh cây là mua ăn tại chỗ. Còn cái trong cái tiệm, trong cái tiệm đó bảy mua 3 bịch, 3 loại, loại bánh mà không nhớ là cái gì. Một cái là loại bánh cây cùi nè, một cái bánh gai nè, và một cái loại coi lại cái live stream hồi cái lúc mà tôi với bà ngồi khoe đó, live stream mà cái hình tôi chụp nữa. Cái hình tôi có cầm lên đó, tìm cái đó là biết nhớ lại liền nè. Okay. Bánh tay yến hả? Bánh tay yến không phải, không phải. Ok rồi nha, okay. Đang chờ bà bảy và đi ấy. Bye bye nha, đi ấy. Đi hội. Tôi đi chuẩn bị đi dịp nữa. Goodbye everybody and thank you. Have a good night. Cũng như good morning ở Việt Nam. Hẹn gặp cái đồng hồ ở Việt Nam nha. Bye bye. Bye bye. Gì chứ oh my god gì vậy? Nếu là bấm nếu là đồng bọn thì phải làm thơ. Phải share rồi cái nữa đó phải yêu thương nhau và oh my god rất là tốt, hay quá.